Xin chào các bạn Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma Có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 910 rồi Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn Đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm Tập 909 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa úp chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Bùi Nguyên, bạn Trịnh Tú Tài và bạn Trần Trung Định các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email iv thanh thi a gmail com hoặc là qua fanpage misu thi thanh phạm để cho thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ bạn nữ này nhẹ sài gòn và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua cách đây cũng đã mấy năm về trước câu chuyện này thì bạn không có thấy ma quỷ gì cả nhưng mà bạn đã bị người ta yếm hại các bạn bạn kể rằng á, là vào năm 2014, bạn đã chia tay với lại anh người yêu cũ. Hai bạn đã quen nhau 5 năm, rất là bình thường. Tự nhiên cái ngày hôm đó, anh này nói với bạn rằng là thôi không quen nữa chia tay thì lúc đó bạn cũng thấy khó hiểu là tại vì lúc này hai bạn không có xích mất gì cả nhưng tự nhiên anh này đòi chia tay trong khi đang rất là bình thường như vậy thì bạn có đi tìm hiểu bạn mới biết rằng anh này đã quen một cô gái khác đã phản bội bạn quen cái cô đó cô đó là người quê ở đồng tháp các bạn thì khi mà bạn biết như vậy thì bạn cũng rất là buồn bạn nghĩ rằng á là dù sao hai đứa cũng đã quen nhau năm năm trời có rất là nhiều kỷ niệm với nhau rồi mà bây giờ anh này lại thay lòng đổi dạ như vậy thì bạn buồn dữ lắm mà không có níu kéo gì cả các bạn nha thì sau khoảng thời gian buồn giận đó thì bạn cũng nguôi ngoai và khi nguôi ngoai rồi thì bạn cũng bình thường trở lại Nhưng một thời gian ngắn sau Thì bạn này đã bị bệnh các bạn Bệnh của bạn rất là kỳ Là cứ mỗi ngày đi làm về ha Thì tới tầm khoảng chừng 7 giờ mấy, 8 giờ tối Là tự nhiên bạn sẽ thấy buồn Và khi buồn xong các bạn khóc Bạn khóc các bạn giận dữ Mà hễ mà ba mẹ bạn hỏi là bạn cũng muốn sững cồ lại luôn Cũng muốn hổn lại luôn rồi hả là cứ tới tầm khoảng 9 giờ mấy 10 giờ cái hết Mỗi ngày đều như vậy cả Cứ tới giờ đó là giống như lên cơn Các bạn cho tới 9 giờ mấy 10 giờ cái hết Thì thành ra ba mẹ của bạn rất là lo Khi mà nhìn thấy bạn như vậy Ba mẹ của bạn nghĩ rằng là có thể là do cái cú sốc chia tay người yêu Đồng thời với lại áp lực công việc á mới khiến cho bạn bây giờ bạn bị ảnh hưởng qua bị bệnh thần kinh luôn rồi thành ra ba mẹ của bạn á là đã đưa bạn lên trên bệnh viện biên hòa để mà cho bác sĩ khám coi là bạn có bị bệnh về thần kinh hay không nhưng khi đi lên đây khám á thì hoàn toàn bình thường bác sĩ nói rằng á là bạn không có bị bệnh gì cả các bạn người ta chỉ nói là bạn bị chết nhẹ thôi và người ta cho thuốc kêu ba mẹ bạn cho bạn uống thôi nhưng khi mà lên trên bệnh viện biên hòa khám về xong ha bạn uống thuốc nhưng vẫn không đỡ mà càng lúc càng tệ hơn. Bạn kể rằng ha, cái khoảng thời gian sau bạn bị bệnh nhiều đến nỗi mà phải nghỉ làm luôn các bạn, không có đi làm luôn. Kể rằng ha, cứ mỗi ngày bắt đầu bạn sốt. Bạn sốt ha, sốt từ 39 độ rồi lên 40 độ, rồi lên 41, 42 độ luôn, sốt rất là cao như vậy. Hả ba mẹ bạn mới đưa bạn vô trong bệnh viện, vô bệnh viện cái bạn khỏe lại bình thường. Bác sĩ người ta khám không ra bệnh người ta kêu đi về. Xong khi về nhà ha là tới tối 7 h mấy 8 giờ lại lên cơn cứ hả, thấy buồn thấy buồn xong cái khóc. Khóc xong cái tự nhiên giận dữ lên làm thấy ghê lắm. Rồi hả là khi hết giận dữ cái chuyển qua sốt. Sốt cái nằm ly bì ly bì 6 7 ngày các bạn và khi hết ha là tới hết có một hai ngày à cái bắt đầu qua một hai ngày xong lại sốt cứ liên tục như vậy như vậy từ ngày này sang tháng khác trong suốt hơn một năm trời bạn đã nghỉ làm luôn không đi làm được mà không hiểu lý do vì sao trong cái khoảng thời gian đó gia đình của bạn lại không có nghĩ gì về vấn đề tâm linh mặc dầu gia đình của bạn đã đưa bạn đi khám rất là nhiều bệnh viện mà do bệnh viện người ta khám cho bạn kỹ lắm người ta khám tổng quát cho bạn từ trên xuống dưới luôn nhưng mà người ta nói rằng bạn rất là khỏe mạnh hoàn toàn không có bị bệnh gì cả rồi cũng kêu về mà bạn cứ như vậy đó các bạn cứ bệ rạc cứ suy yếu dần dần như vậy thì sau hơn một năm ha là bạn có một người bạn thân, người bạn này có tìm hiểu một cái lớp năng lượng sinh học. Cho nên nó là người bạn này mới nói với bạn đó là thôi bây giờ mày đi học với tao cái lớp năng lượng sinh học này đi. Biết đâu sau khi học xong á rồi á là mày sẽ khỏe hơn sao thì bạn đồng ý và người bạn nó đưa bạn đi. Thì khi mà hai đứa vô học cái lớp này á là mấy ngày đầu bình thường không gì hết nhưng tới một hôm cái hôm đó đó là có một vị sư cô vị sư cô này có ghé qua lớp này để mà thăm các bạn và khi mà vô đây thăm á tự nhiên vị sư cô này nhìn thấy bạn bạn kể rằng cái lúc mà vị sư cô đó thấy bạn cái nhìn bạn với một ánh mắt rất là lạ lạ lắm xong cái vị này tiến lại gần bạn xong rồi tự nhiên đưa cái tay nắm vô trong cái cổ tay của bạn á thì bạn cũng hết hồn giật mình Mình đâu có quen biết vị sư cô này Sao tự nhiên làm gì ngộ vậy Thì vị sư cô này nắm vô trong cái cổ tay của bạn Mà nín thinh này nha Không nói gì hết Nắm một hồi lâu sao gương mặt rất là trầm tư Rồi bắt đầu mới buông tay bạn ra Mới nói với bạn rằng Là con ơi Sức khỏe của con bây giờ Đang rất là suy yếu mà hả ta sợ rằng á là nếu mà con không có làm cái gì để cải thiện á là sợ là con sẽ không có sống hết năm nay. Khi mà vị sư cô này nói vậy cái bạn hết hồn. Bạn hết hồn liền tại vì cái sức khỏe cơ thể của mình á công nhận rằng mình là bị bệnh ở nhà vậy thiệt nhưng mà đi vô bệnh viện, khám là bác sĩ người ta nói rằng bạn không bị bệnh gì hết. Khám tổng quát cũng vậy, hoàn toàn không có ai nói là bạn bị bệnh gì mà nặng hết. Không có mà tự nhiên bây giờ vị sư cô này lại nói như vậy, bạn rất là hoang mang hết hồn và nghĩ rằng mình là cái bệnh đó bác sĩ không có tìm ra đó mà bây giờ vị này nói vậy thành ra bạn càng sợ hơn bạn mới hỏi vị sư cô này rằng đó là sư cô ơi sư cô có thể cho con biết rõ hơn hay không con muốn biết vậy đó sư cô có thể giúp con được hay không thì vị sư cô này á là mới kêu bạn rằng á là bây giờ con qua chỗ của ta đi mỗi ngày con qua ta sẽ giúp cho con thì bạn mới mỗi ngày qua bên ngay chùa mà vị sư cô này tu á các bạn khi mà vô đây nói chữa bệnh á mà cũng không phải là cái gì dữ lắm bạn kể rằng vô chỉ ngồi xếp bằng rồi xong vị sư cô này ngồi xếp bằng trước mặt bạn rồi bắt đầu á là nắm vô trong cái cổ tay của bạn như nè mỗi ngày đều như vậy mà bạn kể cái bàn tay của sư cô rất là nóng các bạn khi nắm vô cái cổ tay bạn cảm giác rằng cái bàn tay của sư cô rất là nóng và như là có một cái lực gì nó rất là mạnh Nó phát ra từ trong lòng của bàn tay sư cô Nắm bạn vậy đó Rồi xong sư cô cứ đọc lẩm nhẩm lẩm nhẩm lẩm nhẩm vậy đó Thì sau khoảng nửa tháng Thì tình hình của bạn á là nó đỡ dần Nó đỡ dần các bạn không uống một viên thuốc nào cả Nó đỡ dần Nó đỡ dần thì tới cái ngày thứ 15 á, Là vị sư cô này đưa cho bạn một cái số điện thoại Kêu bạn rằng là bây giờ á là con gọi điện cho cái số này số này là bạn của sư cô người này là rất là cao tay có thể giúp con chữa cho con hết bệnh luôn và con gọi cho người này người này giúp con người này cũng sẽ cho con biết lý do nguyên nhân gì sao mà tự nhiên con bị bệnh như vậy con cứ gọi đi con về con gọi nha con xong các bạn về bạn cũng gọi và khi bạn gọi thì bạn biết rằng đây là thầy bạn gọi là thầy ca thầy này là một cư sĩ tại gia thầy là bác sĩ tâm lý đồng thời là giáo sư tâm lý ở đại học phật giáo các bạn bạn kể rằng là thầy nói với bạn rằng là do nhà thầy cũng xa không có tiện cho bạn đến cho nên là thầy kêu bạn rằng là bây giờ con cứ lựa đại một cái quán cà phê thầy sẽ đến đó để mà gặp con thì bắt đầu bạn chọn một cái quán cà phê ha cái lúc mà bạn và thầy đó gặp nhau á là đi lên trên lầu là tại vì phía dưới quán là cũng có người này người kia ở trên lầu của cái quán đó thì vắng thì đi lên trên lầu ban đầu á là gặp cũng chào hỏi bình thường bạn nói người này gương mặt rất hiền và thầy có đưa cho bạn mấy tờ giấy thầy kêu bạn rằng á là đây là những cái câu hỏi có cái câu hỏi trả lời có cái câu hỏi trắc nghiệm Bây giờ con ngồi con xem cái câu nào mà con biết con trả lời, không biết thì thôi. Còn những cái câu hỏi trắc nghiệm có những cái câu trả lời mình đánh dấu đó thì cái câu nào con cảm thấy hợp ý con nhất, con đánh dấu vô câu đó, con cứ làm đi. Xong cái hả là bạn mới ngồi bạn làm, làm hết hai ba tờ giấy đó luôn thì bạn mới đưa lại cho thầy ca này. Và khi đưa lại cho thầy thì thầy đọc, thầy đọc một hồi hết mấy câu trả lời của bạn á thì thầy mới kêu cái người mà phục vụ quán á các bạn kêu là bây giờ đem lên cái chai nước suối nguyên và một cái ly không không có bỏ đá gì hết kêu đem lên thì người đó mới đem lên thì thầy mới kêu bạn bây giờ con khui cái chai nước suối đó ra <laughs> rồi con đổ nước vô trong ly đi khi mà đổ nước vô ly tưởng là thầy uống nhưng thầy cũng muốn thầy kêu con cứ để đó đi xong cái thầy mới nhắm mắt lại xong rồi cái thầy mới đọc nhẩm 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 gì đó sau khi đọc xong là có nghĩa là thầy này không hề đụng tới ly nước nha các bạn. Sau khi đọc xong á thì thầy mới kêu rằng á, là bây giờ con uống cái ly nước đó đi. Thì lúc đó là bạn mới lấy cái ly nước đó bạn uống, bạn thắc mắc dữ lắm, ủa sao thầy làm gì ngộ vậy ta? Thì lúc đó bạn uống hết cái ly nước đó bạn kể rằng khi mà ban đầu em uống cái ly nước đó vô thì em thấy nó bình thường. Sau khi uống hết xong thì cái cảm giác mát lạnh cái cần cổ là uh, bình thường rồi, nhưng sau một hồi cái tự nhiên em cảm thấy rất là mắc ói bạn kể là bạn thấy rất là mắc ói luôn ruột gan của bạn giống như là lộn nhào trong đó không có chịu nổi nữa thì bạn mới xin phép thầy ca rằng là cho con đi xuống toilet chút xíu thì bạn mới chạy xuống cái toilet ở dưới quán á bạn ói quá trời các bạn bạn ói ra quá trời luôn bạn nói trời cái lúc đó không không biết làm sao đâu có ăn uống gì bậy bạ đâu tự nhiên uống cái ly nước đó vô xong cái hả ruột gan của mình giống như là lộn tùng phèo trong đó vô ói ói một hồi mới hết và khi mà ối hết xong xuôi hết rồi thì bạn đi lên trở lại bạn mới nói với thầy rằng là sao tự nhiên con mới ói quá trời luôn thì thầy mới nói với bạn rằng là do có nghe qua cái trường hợp của bạn do vị sư cô đó nói trước với thầy rồi thì thầy có nghe qua nhưng mà thầy muốn biết rằng là tâm sinh lý của bạn có bình thường hay không cái bệnh mà thần kinh mà ba mẹ bạn sợ đưa bạn vô bệnh viện biên hòa đó là coi coi thầy muốn coi coi là bạn có bị bệnh thần kinh hay không cho nên đó là thầy mới đưa cho bạn những cái câu hỏi đó kêu bạn đó là trả lời đánh dấu vô đó và khi mà thầy xem xong xuôi hết rồi những cái câu trả lời của bạn thì thầy nhận thấy rằng bạn không hề bị bệnh là bác sĩ người ta đã nói đúng trên biên hòa người ta nói đúng là bạn không hề bị bệnh và kể cả là trong cái người giống như là cái người bình thường của bạn á là cũng không bị bệnh là những bác sĩ ở bệnh viện khác cũng nói vậy là đúng là không hề bị bệnh tâm lý của bạn không bị bệnh cơ thể của bạn không hề bị bệnh nhưng mà lý do tại sao bạn lại bị như vậy là do người ta yếm hại con người ta yếm hại con người ta làm cho con á là bệnh tật nè rồi làm cho con á là À, giống như là thất bại trong cái công việc rồi thất bại trong những cái gì mà cuộc sống của con đang có là con thất bại hết mà thiệt như vậy các bạn là bạn kể rằng cái lúc mà từ khi chia tay người yêu là năm 2014 một năm sau bị bệnh tới cái lúc mà gặp được thầy này á là lúc đó là hai năm là năm 2016 rồi là thiệt tình trong hai năm trời không đi làm không làm ăn gì được cả ở nhà ăn bám cha mẹ thôi thì lúc đó bạn nói rằng là sao kỳ vậy thầy? Ủa sao thầy nói ai hại con? Ủa con đâu có làm gì cho người ta hại con? Bạn sống cũng rất là hiền và cái công việc của bạn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi. Mà ủa sao kỳ con đâu có gây thù chút quán với ai đâu? Sao kỳ vậy ta? Cái bạn mới suy nghĩ và bạn mới nghĩ lại rằng cái mất thời gian trước khi cái anh bạn trai của bạn chia tay với bạn là bình thường. Không có gì hết. Nhưng sau khi bạn bị những cái vấn đề này là bắt đầu từ sau khi mà chia tay thì bạn mới bắt đầu bị 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 bệnh như vậy xong cái bạn mới lật đật bạn mới cầm cái điện thoại bạn mới lấy để mà lên trên mạng á các bạn lên trên facebook á vô facebook của cái cô đó bạn biết facebook của cô đó thì vô bạn tìm cái tấm hình mà hai người chụp chung với nhau là tự nhiên bạn nói rằng khi mà em lên cái facebook đó ha em dòm đầu tiên là em dòm anh bồ trước anh bồ cũ trước và em thấy rằng mặc dầu đã chụp hình mà cà quá ạp á mà ngộ rằng nhìn thấy cái thần thái của ảnh là không có như trước giống như là nó 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 suy nhược nó suy kiệt xa hai cái quần thăm mắt vậy nè nó thăm đen luôn mà mặc dầu chụp hình là đã cà qua hả ạp à, rồi đã photoshop rồi nhưng mà vẫn thấy hai cái quần thăm thăm đen luôn nhưng khi em nhìn cái tấm hình này nhìn vô anh người yêu cũ thì em bình thường. Nhưng khi em nhìn qua cái người bạn bồ mới của ảnh đó đứng cái bên tự nhiên mắt ói vô cùng, mắt ói mà y như cái trạng thái là ốm ngán mà bị buồn nôn á các bạn và bạn nói là không có ghét gì cả, không có khinh bỉ gì cả nhưng tự nhiên khi mà nhìn qua, nhìn qua một cái là tự nhiên cái trạng thái nó buồn nôn, hả là nó khó chịu, nó muốn ói thì bạn mới đưa cho thầy, bạn nói rằng đó là thầy ơi. Sao kỳ quá con đây là cái người yêu cũ của con nè Từ khi mà con bệnh á Là sau khi con chia tay cái anh này Chia tay anh này xong là Một thời gian sau là con mới bệnh Chứ trước đó là con không có bệnh Thầy nhìn thử đi Con nhìn cái anh này thì con thấy bình thường Nhưng mà con nhìn qua cái cô bồ của ảnh à Tự nhiên cái trạng thái của con mắc ói quá thầy Mắc ói y như mới nãy mà mà Con uống xong ly nước vậy đó Thì thầy mới cầm cái máy Thầy cầm cái máy thầy dòm Sau khi mà thầy dòm xong á thì thầy bỏ máy xuống Thầy mới trầm ngâm Thầy suy nghĩ cho một hồi Nhưng mà thầy không có nói với bạn Có phải là cái cô đó yếm bạn hay không Mà thầy trầm ngâm Thầy mới nói rằng là Thôi cái chuyện gì Nó cũng có nhân quả hết Thí dụ như ai mà hại con á thì thôi, con đừng có tìm cách con hại là người ta. Con cứ hả là tập trung để mà giống như mình trị bệnh, mình lo cho bản thân mình trước cái đã còn cái vụ mà nhân quả ai gây ra ai mà tìm cách hại người khác đó là sẽ có nhân quả sẽ trả đến với họ họ sẽ gánh lấy sao thì sau đó là thầy giải thích cho bạn rất là nhiều và thầy có đưa cho bạn một tấm hình Phật các bạn Phật tổ á rồi có đưa có chép cho bạn một cái bài kinh mà bạn kể rằng đó là thầy chép mà thầy nói đây là cái bài kinh tiếng phạn thầy chép phiên âm ra tiếng việt cho bạn dễ đọc thầy dặn rằng đó là mỗi ngày thí dụ như 7 giờ mấy 8 giờ tối là cái giờ mà bạn hay lên cơn tự nhiên bạn buồn xong cái bạn giận cái bạn bắt đầu quậy đó là trước khi cái giờ lên cơn là tầm khoảng 7 giờ đi là con để hình phật lên tắm rửa sạch sẽ xong rồi để hình phật lên và con ngồi con đọc cái cái bài kinh thầy cho con nè con đọc liên tục trong vòng một tháng cứ mỗi ngày đều tới cái giờ đó là con ngồi con đọc con đọc cho tới hết cái giờ Thí dụ như tới khoảng 9 giờ là bạn sẽ hết Cái trạng thái đó thì con đọc cho tới 9 giờ rưỡi 9 giờ 45 gì đó là con ngưng lại Qua cái 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 lúc mà con hết đó Thì hả con cứ cố gắng con đọc Thí dụ như con có bị cái gì Nhưng con vẫn phải cố gắng Con cứ đọc đi Con đọc đúng một tháng Rồi con hả là con báo cáo cho thầy biết Thì sau đó bạn đi về bạn kể rằng ngay cái ngày hôm đó là tối hả là bạn đưa tấm hình phật và bạn đọc theo là thầy chỉ dạy sao là bạn làm y chang vậy và thiệt tình nha trong mấy ngày đầu tiên ha là mỗi lần mà bạn vô bạn đọc á bạn mới ngồi chừng năm mười phút là tự nhiên nước mắt nè nước mũi nó chảy ra rồng rồng mặc dầu bạn không hề khóc lóc gì cả mà nước mắt nước mũi nó chảy ra rồng rồng bắt đầu người đau nhức nhức băng 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 tay chân nhức băng 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 người bắt đầu khó chịu bực bội vô cùng giống như là không muốn cho bạn đọc đó các bạn bạn cứ bị vậy nhưng mà bạn cố gắng nghe lời thầy cố gắng tĩnh tâm để mà ráng đọc ráng đọc thì sau một hồi đọc xong cái hết 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 dần dần và những ngày sau là dần dần hết luôn cái trạng thái đó luôn đọc rất là suôn sẻ các bạn thì sau một tháng là bắt đầu ha bạn mới gặp thầy tại cái quán cà phê đó nữa là đến gặp thầy tiếp thì khi mà gặp á, thì thầy mới hỏi bạn hỏi bạn rằng á, là con có còn bị những cái sốt nè rồi hả là tới 7 giờ mấy là con có bị nữa hay không thì bạn nói không mới ban đầu á, là thầy chỉ con con làm sao á là con vẫn còn nhức đầu trong lúc con ngồi vô con đọc là con nhức đầu nè rồi con đổ nước mắt đổ nước mũi quá trời luôn tay chân mình mẩy nhức khó chịu vô cùng nhưng con nghe lời thầy con cố gắng con làm á thì nó qua cái cảm giác đó và không có bị và bạn không có bị sốt nữa các bạn xong rồi thầy lại kêu một cái chai nước cái chai nước bình thường cho nước suối á rồi lại chế ra thầy chú nguyện chú nguyện tiếp kêu bạn uống tiếp thì khi bạn uống vô là trạng thái bạn bình thường thì thầy hỏi con còn mắc ói giống như lần rồi không? Thì bạn nói dạ không, con hết rồi Nhưng mà thầy nói là chỉ mới có một tháng thôi Chưa có hết đâu, chỉ đỡ thôi con Bây giờ con cứ cố gắng, cố gắng mỗi ngày con đọc Cứ cố gắng đi là con sẽ hết rồi là bạn về nha là bạn cố gắng thêm nhiều tháng sau là hết hoàn toàn không còn bị bệnh gì nữa cả các bạn sau đó là bạn đã vào chùa để mà quy y luôn thì sau cái lần đó bạn kể rằng á sau lần đó khi mà đi đâu cái chỗ nào mà có vong á là bạn sẽ cảm nhận được rồi á hả là nói chung là bạn sẽ cảm nhận được hết như là cái người mà có cái giác quan á các bạn chỗ nào có vong là bạn biết hết rồi chỗ nào hả là có năng lượng xấu là bạn biết hết luôn nhưng mà do là nghe lời thầy và nghe lời những vị sư trong chùa đó là hả bạn cứ hả là đọc kinh điều độ các bạn thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta thì bạn kể á bạn cũng không có đề cập tới cái người mà hại mình nhưng mà Thi nghĩ rằng chắc là do cái cô người yêu sao của cái anh người yêu cũ của bạn đã yếm bạn như vậy. Mà thí dụ như nếu mà yếm người ta thì sau này cũng sẽ trả cái quả báo của mình tạo ra các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì đây là một chuyện về buồn ngãi và bạn này đã được là người tốt có duyên với bạn giúp đỡ cho bạn bạn đã vượt qua các bạn thấy không từ bản thân mình mình gặp một cái người mà có duyên á, giúp mình chọn nhiều khi hả nguyên một năm trời bạn bị bệnh vậy mà bạn không gặp ai và kể cả gia đình của bạn cũng không có nghĩ tới cái vấn đề tâm linh nữa mà trong khi tự nhiên lúc đó bạn gặp sư cô khi mà bạn đi học lớp năng lượng sinh học thì lúc đó là đã tới cái lúc mà bạn bạn này đã trả xong nghiệp của bạn rồi đó cho nên nó là bạn đã gặp cái người mà có duyên cái người mà cao tay giúp đỡ cho bạn thì rất là mừng khi mà bạn nó không có sao nữa thì ở đây mình cũng nói luôn thí dụ như bạn nào mà bị cái trạng thái như bạn á thì các bạn có thể nương nhờ vào phật pháp còn nếu mà các bạn không theo đạo phật các bạn có theo đạo chúa đó thì các bạn nhờ cha xứ các bạn hả là mình lúc nào cái bản thân của mình á là mình mới giúp được mình thôi khi mà bản thân của mình mạnh mẽ khi có quế nhân nữa là mau vượt qua lắm còn nếu mà mình không gặp được quế nhân số mình hả là không có gặp được quý nhân mình không tốt bằng những cái người được giúp đỡ á thì mình cũng sẽ tự bản thân mình chỉ có bản thân của các bạn mới giúp được các bạn thôi cho nên nó là thí dụ như lỡ mà có trường hợp như bạn này thì các bạn có thể vào thẳng chùa các bạn ha không cần đi hả là thầy bà giữa ngoài cả hên xui lắm thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ Bạn nữ này quê ở Tây Ninh Thì bạn kể rằng đó là Sau khi học lớp 12 xong á Là bạn mới lên thị xã Để mà học cao đẳng Thì cũng không biết bạn học cao đẳng nào Thì cái lúc mà lên là bạn ở chung Với hai người anh của bạn Một người là anh hai, anh ruột của bạn luôn Còn một người anh thứ tư Mà anh này chỉ là anh họ thôi Thì bạn ở chung với anh của bạn hai anh của bạn á một người làm việc trong bệnh viện là anh tư á anh tư là anh họ của bạn á là làm mình làm trong bệnh viện còn anh hai của bạn á thì lúc đó là cũng học xong rồi giống như là vừa học mà giống như đi thực tập trong bệnh viện vậy đó thì nhiều khi á là hai anh đi trực hết bạn ngủ ở nhà có mình thôi bạn là con gái các bạn nha thì bạn có học chung với lại một cô bạn cô bạn đó tên là phương thi kêu là phương an đi bạn an này là người mà giống như là được cưng cha mẹ cưng rất là nhiều gia đình của cái bạn an đó cũng rất là khá giả cho nên cái lúc mà bạn an lên thị xã để mà đi học cao đẳng chung lớp với bạn đó thì mẹ của bạn ấy á là có lên thuê cho bạn một cái phòng trọ trong một cái dãy trọ chỉ có 3 phòng mà thôi. Cái chỗ này rất là sáng sủa. Nói chung là mình nhìn vô nó sáng sủa lắm kìa. Mình không phải là mình cảm giác âm u mà cái chỗ này nói chung cao cấp, sạch sẽ, thoải mái, sáng sủa. Và mẹ của cái bạn An đó đó cũng hả là trang bị khi mà thuê phòng xong dọn dẹp sạch sẽ ha là có mua tủ lạnh nè. Rồi hả là trang bị đầy đủ hả là trong phòng đầy đủ tiện nghi cho cái bạn An này luôn mà bạn an chỉ ở có mình thôi không có ở chung với ai hết và cái chỗ mà thuê trọ của bạn an á là cách cái chỗ thuê trọ của bạn ba cây số bình thường á là sáng đi học ha là bạn sẽ chạy qua kêu bạn an cái rồi bạn an hả là xách xe ra rồi đi chung hai đứa đi học chung bình thường như vậy rồi có một hôm cái hôm đó thì hai anh của bạn á là đi trực ở bệnh viện hết thì bạn kể rằng lúc đó tầm khoảng chừng Mười giờ 10 giờ hơn chút à tự nhiên bạn đang lúc này là bạn đang chuẩn bị đi ngủ thôi chứ chưa ngủ nha đang nằm vậy đó tự nhiên nghe đập cửa kêu mẹ ơi thư ơi thư bạn này tên thư thư ơi thư mở cửa cho tao mở cửa cho tao thì bạn mới hết hồn nhận ra cái giọng đó đó là giọng của bé phương an này cho nên bạn mới hết là ủa giờ này nó qua đây làm gì trời mà làm gì mà nó hốt hoảng thì bạn mới chạy xuống mở cửa cho nó thì cái lúc mà mở cửa cho nó nó bắt đầu nó xong vô nó nói thưa ơi tối nay mày cho tao ngủ đây đi thì bạn dòm cái người bạn của mình nhỏ này nó rất là kỹ mà lúc này ha quần áo của nó hả thì mặc nguyên cái bộ đồ từ sáng mà chân không mang dép các bạn chạy chân không mà không có đi xe luôn có nghĩa là nó chạy bộ lại mà từ phòng trọ của nó mà chạy lại phòng trọ của mình là ba cây số mà nó chạy lại mà nó hốt hoảng hả mặt mài nó cắt không còn giọt máu luôn thì bạn hỏi mày bị gì vậy mày bị gì vậy nhưng mà nó không trả lời nó nó hôm mày tối nay mày cho tao ngủ chung bắt đầu nó vô nhà tắm nó rửa chân nó rửa chân xong cái nó leo lên chỗ bạn nằm ở trên ghét á là nó ngủ chung với bạn mà coi như là đêm đó nó không nói gì hết bạn cũng thắc mắc nhưng sao hồi bạn cũng ngủ luôn cho tới sáng nó mới kêu mày chở tao về phòng để tao thay đồ rồi đi học xong cái cũng chở nó về phòng hả nó kêu bạn á là vô phòng với tao bắt đầu ha bạn cũng vô mà trong khi nó thay đồ mà kêu bạn vô làm gì nhưng mà nó cứ kêu bạn cũng vô bạn đứng thì nó thay đồ xong cái hai đứa Nó nói hôm nay tao không đi xa đâu Mày chở tao đi Bắt đầu hả là hai đứa đi học Đi học xong tới trưa ngày hôm đó Bạn mới hỏi, bạn thắc mắc dữ lắm Nhỏ này sao kỳ vậy Thì bạn mới hỏi nó là Là sao vậy có chuyện gì mày kể cho tao nghe coi Thì nó mới kể Nó nói rằng là Trời ơi thuê cái phòng đó đó Là từ cái lúc mà thuê Cho tới cái lúc hả là Xảy ra chuyện là 5 tháng rồi Hoàn toàn trong 5 tháng không thấy gì cả ở thoải mái bình thường lắm xong cái tự nhiên hôm qua đó trong cái lúc hôm qua là sáng nó đi học rồi về á là nó 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 cũng đi học thêm cho tới khi mà chiều về á là cũng đã 5 giờ mấy rồi thì cái lúc vô phòng nó mới buồn ngủ nó đáng lẽ là bình thường vô là phải thay đồ tắm rửa rồi ăn cơm ha còn hả lúc vừa về cái nó mệt quá nó buồn ngủ quá cho nên nó là nó lại cái nó nằm nó ngủ luôn cho tới nó giật mình thức dậy lúc đó là 9 giờ 9 giờ mấy rồi thì khi nó giật mình á là nó thấy ừ đồ đạc mình chưa có thai rồi cũng mắc tiểu thành ra nó tính là vô trong toilet để mà đi tiểu rồi thay đồ rồi còn cái đóng đồ hả là giặt xong rồi mà chưa có phơi nữa rồi phơi đồ rồi ăn cơm thì lúc đó nó bước vô nha mà trong khi phòng thì mở đèn trong toilet cũng mở đèn nó bước vô nó thấy rõ ràng nó đang ngồi trong toilet nó thấy cái người đó là nó luôn các bạn con bé an này nó thấy rằng nó là vô mà ngồi giống như ngồi đang đi cầu trong đó vậy đó bà nó vừa bước vô cái cái nhỏ đó dòm dòm nó dòm chăm chăm giống như tao đang đi cầu mà vô làm gì thì nó nhìn nó nhìn nó hết ủa sao mình mà mình mà do nhỏ này nó cũng bị cận cho nên đó là nó nó nhắm mắt lại nó nhắm mắt lại để nó mở mắt ra thì không thấy nữa nó chạy lại nó lấy cái mắt kiến nó đeo vô thì không thấy nữa bình thường sao cái nó nó cái gì nó thấy rõ ràng là nó một người y chang nó ngồi trong toilet thì nó nghĩ ủa cái gì ta không lẽ mình mới ngủ vậy mình hoa mắt sao ta thành ra là nó cũng kệ nó kệ xong cái nó vô nó rửa mặt nó rửa mặt xong xuôi cái nó dòm xuống cái thao đồ giặt rồi mà chưa có phơi cho nên nó là nó mới mới lấy móc vô để mà nó giũ nó phơi trong cái cái toilet đó rồi mai nó mới đem ra ngoài thì trong cái lúc mà nó vũ cá sơ mi á các bạn vũ vũ chắc đứng trong toilet vũ nha vũ vũ vậy nè đang vũ tự nhiên thấy gương mặt của một bà già các bạn tưởng tượng thi không có lấy cái áo nào lại đây để diễn tả các bạn tưởng tượng vũ vậy nè ha vũ vậy nè tự nhiên cái mặt bà nó lú lên các bạn tưởng tượng được không đang vũ vậy nè tự nhiên cái mặt bà nó lú lên có nghĩa là bà đứng ở bên kia cái áo bà lú lên ngay cái cổ áo sơ mi đó luôn mà cái mặt bà này hả nó thấy rằng là bả già lắm rồi mặt mày thì nhăn nheo mà thấy ghê lắm thì nó mới giật mình nó giật mình cái nó mới nó quơ cái áo vậy nè nó quơ cái áo thì khi mà nó quơ cái áo thì nó không thấy nữa thì nó mới suy nghĩ nó trời ơi, sao kỳ vậy ta không lẽ mình bị qua mắt nữa trời không lẽ là 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 mình bị qua mắt nữa ta cái nó cũng hả là treo cái áo lên xong cái nó đi ra ngoài nó nói chắc là mình bị qua mắt quá nhưng mà trong bụng cũng hơi nghi ngại rồi thì khi mà ra ngoài á là thấy đói bụng thành ra mới tiến lại cái tủ lạnh để mà đem cái đồ ăn ra hâm để ăn thì khi mà tiến lại cái tủ lạnh mở cái tủ lạnh ra thì nó thấy cái bà mới nãy rõ ràng cái mặt mới nãy mình thấy á là bà ngồi trong cái tủ lạnh luôn các bạn cái tủ lạnh loại trăm mấy lít á là bà ngồi trong cái tủ lạnh đó ngồi mà ngồi nghiêng nha xong cái nó vừa mở cái tủ lạnh ra bà dòm nó bà quay cái mặt ra bà dòm nó mà còn cười với nó nữa trời ơi cái lúc bà cười với nó nó thấy rằng trong khi kỳ này là không phải qua mắt rồi đó thấy bà ha cái mặt già dạ khăn, cái mặt nhăn nheo mà chảy sợi luôn vậy đó mặc cái bộ đồ màu vàng ngồi trong tủ lạnh á rồi khi nó vừa mở cửa ra là bà quay cái mặt ra bây giờ trời ơi, còn cười nữa chứ thành ra sợ quá nó mới la lên cái nó mới bỏ chạy ra khỏi phòng bỏ chạy ra ha là chạy bộ như các bạn chạy bộ từ phòng của nó đó mà tới phòng của bạn để mà xin ngủ nhờ. Trời ơi, nó sợ quá trời sợ luôn. Thì sao cái lần đó nó sợ quá. Cho nên gọi điện về nói với mẹ đó, rồi hả là mẹ nó lên, rồi cũng hả là tìm một cái phòng khác để mà ở chứ không có dám ở đó nữa. Nó cũng thắc mắc, rất là thắc mắc là tại sao cái lúc vô á Tới 5 tháng sau không hề thấy gì cả Tự nhiên hôm qua lại thấy như vậy Mà thấy tới ba lần như vậy Thì đó là một chuyện do Một bạn nữ ở Tây Ninh Kể về chuyện cho bạn thân của bạn ấy Đã trải qua về kênh chúng ta Tiếp theo là một câu chuyện Ở dòng ở gần chợ Vị Thanh Bạn này là một bạn nữ Bạn kể rằng quê của bạn Ở dòng riền Kiên Giang các bạn thì cái lúc mà bạn lấy chồng á là bạn về bên nhà chồng của bạn sinh sống Nhưng mà ở đây được 3 tháng á, thì mẹ chồng của bạn thấy rằng á, là do hai đứa đi làm xa quá Hai đứa đi làm là gần ở chợ Vị Thanh lận Thành ra là mẹ của bạn, mẹ chồng của bạn mới kêu thôi hai đứa con đó là đi làm xa, mỗi ngày đi rồi về là mất thời gian quá. Cho nên hai đứa con cứ tìm một cái phòng trọ nào ở gần cái chỗ làm để mà ở đi thì lúc đó hai đứa mới đi kiếm cuối cùng kiếm được một cái cái chỗ phòng trọ là gần với lại cái chợ vị thanh nè thì khi mà dọn vô ở cái tuần đầu tiên là không có gì cả bình thường nhưng bước qua cái tuần thứ hai á, thì bạn nữ này kể rằng á, là bạn không có thấy bạn không thấy gì hết nhưng mà chồng của bạn thấy cái ngày hôm đó chồng của bạn kể bạn nghe rằng tối hôm qua khi mà ngủ á, hai hai đứa thì ngủ trên gác thì khi mà ngủ á, là chồng của bạn tự nhiên đang ngủ ngon lắm giật mình thức dậy cái lúc giật mình thức dậy còn coi đồng hồ thấy mới có ba rưỡi sáng à cho nên nó hả là chồng của bạn nghĩ rằng chợ mới ba rưỡi sáng tự nhiên giật mình thôi ngủ tiếp thì khi mà chuẩn bị ngủ tiếp tự nhiên nghe tiếng lọc cọc ngay chỗ cầu thang cho nên chồng của bạn mới dòm lại cầu thang thì dòm lại thì thấy có một người đàn ông đang đứng ngay chỗ cái cầu thang đó thì khi mà cái người này đứng dòm mà chồng của bạn nói rằng là cái người này nhìn thấy ghê lắm nhìn thấy ghê lắm và cái ông đó ổng mới nói với chồng bạn rằng là mày ly dị vợ mày đi mày ly dị vợ mày đi xong cái chồng của bạn khóc hoảng mới ngồi bật dậy để mà dòm lại nhưng mà khi dòm lại thì cái hình cha này biến nó mất tiêu rồi biến nó mất tiêu rồi các bạn thì chồng của bạn thức tới sáng luôn thì tới sáng ngày hôm sau khi bạn dậy chồng của bạn mới kể lại cho bạn nghe thì bạn mới kêu rằng là thôi chắc mua gì cúng đi xong cái hả là cũng mua đồ về cúng khi mua đồ về cúng mấy ngày sau không có thấy gì nữa cho nên hai bạn này cứ tưởng bình thường rồi nhưng cho tới khoảng tuần sau bạn kể rằng cái ngày hôm đó là em đi làm về trước cái lúc em đi làm về em nấu cơm giặt giũ hết rồi đợi chồng đi làm về thôi khi chồng bạn đi làm về bạn còn mở cửa ra đón bạn kể rằng cái lúc mà chồng em đi làm về ha là ban đầu ở ngoài là chồng em cười rất tươi với em nói chuyện là bình thường nhưng bước một chân vô là cũng bình thường khi bước một chân vô cửa phòng đó chồng em cũng bình thường nhưng khi bước cái chân thứ hai vô cửa phòng rồi tự nhiên chồng em thay đổi thái độ cái thái độ kỳ lắm tự nhiên không nói không rằng gì hết đi thẳng vô trong nhà tắm thì em cứ tưởng rằng chắc là vô tắm rửa đi toilet rồi ngồi rang cơm em còn kêu lẹ đi rang cơm một hồi sao tưởng là tắm Ai vậy ngồi đi ra Mặc nguyên cái bộ đồ đi làm mới nãy á Thì bạn mới nói Ủa tưởng anh thay đồ tắm rồi chứ Tớ tự nhiên lại sấn 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 Là đè bạn xuống Đè bạn mà Chỗ trấn bạn xuống mà bạn dùng vậy Anh làm gì anh làm gì vậy mà Cứ trấn mà trấn rất là mạnh Trấn mạnh mà bạn dùng dãy Cái tay bạn trúng vô trong cái 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 tường á Mà nó nó gãy hai ba cái bóng tay của bạn luôn Thì hả Cứ hỏi gì hay gì trời Làm gì vậy Mà ổng cứ trắng bạn xuống cái tự nhiên ổng nói nha mà cái lúc ổng nói là không còn không còn phải là cái giọng của chồng bạn nữa mà cái giọng của một người đàn ông khác nói rằng á là anh thương em lắm anh thương em lắm em ly dị với nó đi em lấy anh đi anh thương em lắm nè trời ơi lúc mà nghe cái 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 giọng đó ủa đâu phải chồng mình đâu sao ai vậy trời ơi cái bạn mới nghĩ lại hay là cha đó nhập vô chồng bạn rồi cái bắt đầu hả bạn ah! Ra, ra 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 Bới người ta cứu tôi Bới người ta cứu tôi Anh là ai vậy Anh là ai vậy Xong cái Chồng bạn mới trả lời Anh hả tên là N Tôi chắc tên Nam đi Thì kêu tên Nam đi Anh tên Nam Anh tên Anh chết đây 2 năm rồi anh chết đây hai năm rồi lúc em dọn vô đây hả em dễ thương em đẹp cho nên anh thích em lắm thôi bây giờ em ly dị với chồng em đi em đừng có ở với chồng em nữa hả em ở với anh đi em lấy anh đi anh lo cho em anh hứa là anh lo đầy đủ cho em trời thấy ghê các bạn ha trời bạn la bạn la quá trời la nói xong cái câu đó ha hồi sau cái ổng xỉu lục. ổng xỉu là chồng của bạn là té xỉu trên mình bạn luôn á đang đè trên người bạn luôn á xong cái hả là ổng thì nặng muốn chết bạn đẩy ra hoài đẩy không được một hồi sau tầm khoảng 2 phút sau đó, là chồng bạn tỉnh khi chồng bạn tỉnh chồng bạn ngã nằm vật ra xong rồi đờ đẫn hỏi gì em trời sao anh mệt quá trời ơi, em ơi rồi lúc này bạn sợ hãi lắm bạn mới kể là cái chuyện mới nãy cho chồng bạn nghe thì sau khi nghe xong hai đứa quyết định qua ngày hôm sau mua đồ cúng xong rồi dọn đi luôn các bạn không dám ở trong phòng đó nữa thấy ghê quá thì đây là một chuyện của một bạn nữ là đã gửi về cho kênh chúng ta tập hôm nay 910 Thi đã kể xong rồi các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở tập 911 Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay chúc các bạn tối nay ngủ ngon còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha xin chào